Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bác Kể Bác Nghe, phụ trách thông tin giáo phận Phú Cường. Mình tên là Lê An. Trên tay mình có một cuốn truyện rất hay, nó tên là Cô Bé Sống Hai Lần, và bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe. Zaya là trưởng hội đường, có cô con gái 12 tuổi sắp chết. Zaya tìm cách cứu con gái mình. Ông sụp xuống dưới chân Đức Giê-xu, nài xin người vào nhà ông, vì ông có một đứa con gái duy nhất độ 12 tuổi mà nó lại sắp chết. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, không ai có thể chữa được. Bà tiếp đến phía sau người, bà sờ vào túi áo của người, tức khắc máu ngừng chảy. Đức Giê-xu nói với bà, này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy đi bình an. Đức Giê-xu còn đang nói, thì có người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo ông, con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy nữa. Nghe vậy, Đức Giê-xu bảo ông trưởng hội đường, ông đừng sợ, chỉ còn tin thôi là con gái ông sẽ được cứu. Mọi người đều đấm ngực khóc thương nó. Nhưng người cầm lấy tay nó, lên tiếng gọi, này bé, trỗi dậy đi. Hồn đứa bé trở lại và nó đứng dậy ngay. Đức Giê-xu bảo người ta no cho nó ăn. Cha mẹ nó rất kinh ngạc. Qua câu chuyện này, chúng ta rút ra bài học được gì? Hãy cùng Lê An tìm hiểu nào. Qua câu chuyện này, chúng ta biết được rằng Thiên Chúa tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. Hãy cùng Lê An thân thưa với Chúa Giê-xu rằng, kính thưa Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Thiên Chúa và là người đã chết cho tội lỗi của con, và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Xin hãy bước vào cuộc đời con và hãy tha thứ những tội lỗi của con, để con có một cuộc đời mới và sống xứng đáng với ân nghĩa của Ngài. Amen. Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình lần sau nhé.